Rồi, lại là em đây cả nhà ơi, lại là Tòng An Phát đây. Hôm nay em sẽ quay và lên sóng lại con xe Vim này nè mọi người. Vim này cực kỳ điên nha. Đó, một chủ mua mới từ đầu đời 2017, máy chưa đụng chạm gì hết, thùng full inox rất đẹp nha. Thùng dài 6m2 tải vào thành phố nha cả nhà. Thì anh chị em bà con nào quan tâm thì gọi ngay cho Tòng An Phát qua số hotline của em ha. Số 0988 454 318, xe thì cực kỳ đẹp ha. Một chủ mua mới từ đầu. Cho nên anh chị em bà con mình cũng khá là yên tâm nha cả nhà. Đó, xe thì máy Hyundai, máy zin, chưa đụng chạm gì hết nha cả nhà. Thì con xe này hôm nay bên em bán với cái giá thật cực kỳ tốt luôn nha, 225 triệu nha cả nhà. Đó, em bán ra đi để dịp cuối năm thu vốn, thu hồi vốn nha, 225 triệu nha cả nhà. Đó, xe cực kỳ đẹp luôn, xe rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, về nội thất thùng sàn không phải gì phải bàn, máy là zin nguyên bản luôn nha. Vỏ lớp cũng còn khá là đẹp nha cả nhà, vỏ lớp nó còn khá đẹp ha, vỏ trước nó còn ở khoảng từ 70% trở lên nha, thùng là full inox nha, đó, rất là đẹp nha. Sườn sắc xi chưa có dấu hiệu sơn lại nha, sắc xi zin nguyên bản nha cả nhà. Nè, vỏ lớp của nó nè, vỏ lớp sau của nó còn cỡ khoảng hơn 70%. Đó, xe thì thùng sàn rất là vip, rất là đẹp luôn, thùng 6m2 nha, con này thùng dài 6m2. Xe thùng rất là đẹp luôn. Cả nhà nào thật sự ưng ý thì gọi ngay cho Tòng An Phát nha. Giá 225 triệu nha. Con này bán thì vốn bán luôn nha cả nhà. Đó. Xe thùng rất là đẹp, rất là bằng phẳng. Xe này chỉ góc chở giấy nha mọi người. Chở giấy rồi dưới báo công ty, xe công ty xuất hóa đơn nha. Đó. Thì anh chị em bà con nào thật sự muốn rước em nó về làm ăn thì gọi ngay cho Tòng An Phát nha, có số hotline của em. Bà con nào xem video nếu mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh ha. Lớp sụp cua cũng còn khá là đẹp ha. Bà con có thể qua kênh TikTok của em có thể tham khảo mấy những video ngắn, hoặc là trên YouTube em cũng có vài mẫu video ngắn giới thiệu về tất cả các dòng xe. Đó, bà con mình vào trang chủ để xem nha. Xe này thì rất là riêng nguyên bản nha cả nhà, rất là đẹp ha. Sườn sắc xi bóng lưỡng bóng là rất đẹp luôn. Đó, xe thì cực kỳ vip, cực kỳ đẹp nha. Nội thất là viết máy zin nha, máy zin nguyên bản nha. Đó, đời 2017, một chủ mua mới nha. Xe còn khá là cứng, xe khá là đẹp và khá liền lạc. Giá 225 triệu quá rẻ nha mọi người. Con này thực chất lấy về tiền đường, tiền cà phê, cà pháo, dọn dẹp nó bán chắc hủy vốn cả nhà ơi. Xe thì liền lạc, không có gì phải chê, không có điểm gì phải chê hết nha cả nhà. Xe rất là đẹp luôn ha. Giờ em sẽ đề cho bà con nghe âm thanh tiếng máy của nó thử nha, coi thử nó như thế nào nha. Đó, xe này thì cái dòng này thì bà con mình hãy nhớ xong nó ha. Con này chạy chuẩn km luôn nha, nha. Mới có 123.000 thôi. Tại vì con xe này nói thẳng ra là người ta không có chạy ra đường luôn á, người ta chỉ để trung chuyển từ công ty ra cái xe công đó mọi người. Đó, chạy loanh quanh thành phố thôi, không chạy xa nha. Máy khá là ok, máy rất là ngon luôn, máy rất là ok con dê luôn. Còn nguyên bản là giá 225 triệu quá hợp lý nha. Con xe này lúc trước mới về em lên tới là 245 triệu rồi nha mọi người. Xe quá đẹp mà, quá đẹp, quá liền lạc á. Mà bây giờ bán rồi, vốn cái tiếng kêu nó là dây cô ro bị ướt nha mọi người. Dây cô ro nó bị ướt nó kêu á. Ngay cả du lịch cũng vậy ha. Em lên du lịch á thì cũng có kêu vậy đó. Đó là dây cô ro nó kêu thôi, không có vấn đề gì hết trơn á. Mình tạt cho nó miếng nước là nó hết kêu, rồi ráo ráo nước nó lại kêu lại, và chạy nóng là nó hết kêu luôn. Đó, rồi ha. Đó, anh chị em bà con thực sự quan tâm thì gọi ngay cho Tòng An Phát qua số hotline của em nha. Đến đây em xin chào bà con của mình và hẹn gặp lại bà con mình ở video tiếp theo nha.